Lời nói đầu tiên, Dương Hậu chúc các nhà hảo tâm trong và ngoài nước được nhiều sức khỏe. Hôm nay Dương Hậu mang tiền của em gái Kim Thùy đến nhà dì Út hoàn cảnh khó khăn. Thì chú cũng bệnh tai biến lâu năm. Thì qua video này, Dương Hậu cũng mong các nhà hảo tâm xem xét giúp cho dì Út ở hiệp phường Đức Thành, thành phố Ngã Bảy. Chú thì mang căn bệnh 13 năm, tai biến đi không được. Mọi sinh hoạt, tiêu tiểu, ăn uống thì dì Út cũng phải lo hết. Hàng ngày giúp bán trẻ ở chợ Ngã Bảy nhưng thu nhập rất bấp bênh. Thì hôm nay thì cũng được em gái Kim Thùy hỗ trợ 500 ngàn. Dì Út ơi, cho con gửi cho dì 500 ngàn của dì, Kim Thùy đó dì. Cảm ơn Kim Thùy nhiều lắm. Dạ. Bây giờ ông bị tai biến 13 năm rồi. Dạ. Không có mặn gì, có tiền hết trơn. Dì là cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Thì qua video này, Dương Hậu cũng thay mặt gia đình Dì Út một lần nữa xin cảm ơn em gái Kim Thùy. Cũng có tấm lòng cao cả và chân quý đã giúp 500 ngàn cho người già neo đơn khó khăn bệnh tật. Đây là việc làm công đức vô biên. Thì Dương Hậu cũng mới mở trang YouTube, mong quý vị hãy chia sẻ và đăng ký like thích nhà mạng thưởng tiền. Dương Hậu dùng số tiền đó vào quỹ từ thiện Ngã Bảy giúp cho bà con nghèo không tiền điều trị và thuốc thang. Số điện thoại Dương Hậu là 0909098469. Cảm ơn quý vị đã dành vài phút xem chương trình này. Thì quý vị like thích và chia sẻ, đăng ký nhiều lượt xem thì đó là cũng là một việc làm công đức. Dương Hậu cũng xin mời các bạn hãy vô trang YouTube Hậu Từ Thiện Ngã Bảy xem hoạt động từ thiện của Dương Hậu. Cảm ơn quý vị đã dành vài phút xem chương trình này.